Vâng, như vậy là hai ngày vừa qua thì em không làm video, em chỉ định nghỉ một bữa thứ bảy thôi. Nhưng mà ngày hôm qua là tiếp tục là bận, cho nên là cũng không có làm video cho mọi người được. Mặc dù là hôm qua em có quay video rồi mọi người, cũng muốn chia sẻ lại một số cái vấn đề thân sinh mà em còn thiếu. Rồi xong có lẽ là video sau nữa thì em sẽ nói về bệnh Mekosil, bệnh mà chúng ta thấy nó đang nổ ra rất là nhiều hiện nay ở một số khu vực, nhất là miền Tây, và kể cả một số bầy heo ở khu vực miền Trung này, nhất là các cái nguồn của năm sau. Thì khả năng thì sau này mọi người, một thời gian tới nữa thì hầu hết tất cả các nguồn heo của chúng ta ngoài cái tay xanh ra, thì cái bệnh Mekosil này, XUIX, nó cũng là một cái bệnh gọi là bình dân luôn, gọi là địa phương luôn. Ngày xưa chúng ta có cái gọi là mycoplasma, tức là cái hen xuyễn địa phương, đó là cái bệnh quốc dân, tức là cái nguồn heo nào cũng bị hết. Thì nay khả năng là tới cái bệnh này, cái bệnh mà gọi là có không phải là ký sinh trùng đường máu, nhưng mọi người phân biệt ra cái này nó bám trên hồng cầu Mekosil và nó gây nên cái bệnh gọi là mất máu. Cái đó thì chúng ta nói sau, bởi vì ngày hôm nay em cũng muốn chia sẻ lại một số cái vấn đề mà chúng ta cần chuẩn bị và xử lý một ít thuốc tiêm để chúng ta nắm cái cơ bản. Và nói về cái tình hình giá heo trong ngày hai ngày vừa qua thì em thấy là tất cả các công ty lớn đều đi ngang, khi nhà nước chúng ta cũng có cái sự can thiệp là không cho tăng giá thêm lên nhanh lên nữa như những ngày trước. Và tình hình ở chợ thì cũng tương đối ế. Cái thứ nhất là do cái nghỉ hè, các bếp ăn tập thể của học sinh sinh viên nó giảm. Cái thứ hai là cái giá heo hơi lên quá nhanh, làm cho những thương lái mổ ra bán thịt không trôi lỗ, nên người ta giảm cái lượng mua vào mổ giết, chỉ tập trung cố gắng cung cho những khách hàng thân thiết. Đấy, đó là một số cái vấn đề mà chúng ta hiểu là lý do là giá heo chúng ta đã chuẩn lại trong những ngày vừa qua, và thậm chí là có xu hướng là giảm nhẹ. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề thuốc men. Và quay trở lại với lại câu chuyện thông tin thị trường heo hơi ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2024. Em cũng mượn một đoạn video của chủ trại Tân Lâm ở khu vực Bình Định. Ở đây em cũng mong muốn là sau này trên kênh của chúng ta cũng tập hợp được những anh em nào muốn xuất heo trong cái thời điểm, chúng ta cứ đưa lên kênh, và anh chị nào muốn mua heo, nếu mà chúng ta có xem video này thì chúng ta liên hệ thông qua em. Em sẽ tìm lái dùm cho anh chị ở các khu vực, thì được thì anh chị chúng ta liên hệ trực tiếp với em, em cũng đưa số cho chủ trại rồi chúng ta giao dịch. Và mong chúng ta sẽ giúp đỡ được bà con của chúng ta nhiều hơn về cái công việc giá heo và bán heo. Còn quay trở lại với thông tin thị trường heo hơi ngày hôm nay tại Việt Nam của chúng ta, giao dịch có xu hướng chậm lại ở khắp vùng do nhiều cái lý do. Thứ nhất là lượng heo bán chạy dịch ra thị trường vẫn nhiều. Lý do thứ hai là khu vực nuôi gột ra hàng nhiều hơn do lo ngại cái giá sẽ giảm trong thời gian tới. Cái lý do thứ ba là học sinh nghỉ học khiến tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể giảm đi. Cái thứ tư là thông tin heo cam và heo thái về các cửa khẩu miền Trung và miền Nam với giá là rẻ hơn heo Việt Nam. Tất cả những cái lý do đó, cái thông tin đó làm cho thị trường của chúng ta ngày hôm nay tương đối là chậm lại. Tuy nhiên do nguồn cung heo các công ty lẫn heo dân trong giai đoạn này không nhiều, sự tồn heo tại kho của các công ty về cái biểu to cũng chưa có, nên thị trường tạm thời chưa chịu áp lực về cái việc giảm giá. Theo đó là ngày hôm nay mặt bằng giá heo các miền vẫn dao động quanh mức là 67-69.000 đồng một ký. Trong đó mức phổ biến đang ở cái giá là 68-69.000 đồng một ký, mức 70.000 đồng một ký vẫn còn áp dụng cho heo đẹp và tất nhiên là cũng tùy vùng. Thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ, tức là chợ lợn Hà Nam cho biết lượng heo về chợ ngày hôm nay đạt gần 3.000 con do heo dân quanh chợ bán ra tăng mạnh. Số lượng này là tăng nhiều hơn kể cả các ngày thường nha mọi người. Ngày thường là trung bình ở chợ Hà Nam là dao động khoảng 2.500 con, ngày hôm nay là 3.000 con. Giao dịch tại chợ thì heo về nhiều, trong khi khách tới chợ ít nên chợ bán yếu. Giá heo đầu giảm còn mức là 72-73.000 đồng một ký. Mức giá phổ biến đang ở mức là 68-69.000 đồng một ký, hàng chăn từ 62.000 đồng một ký trở lên và còn tồn gần 1.000 con cho đến ngày hôm sau. Như vậy với thông tin này thì chúng ta thấy giá heo đang có xu hướng giảm nhẹ.
Và cụ thể thì giá heo công ty CP ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2024 tại khu vực Bắc tiếp tục đi ngang với mức giá là 69.000 đồng một ký. Heo dân tại Thái Bình cùng với Bắc Giang và Hà Nội cũng tiếp tục giao dịch ở mức giá là 69 đến 70.000 đồng một ký. Giá này cũng không thay đổi so với những ngày cuối tuần trước. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì ngày hôm nay cũng tiếp tục không ghi nhận sự biến động về giá. Hầu hết giá heo dân của chúng ta vẫn dao động ở mức giá là 65 đến 69.000 đồng một ký. Tuy nhiên thì tất nhiên khi thị trường rơi vào cái tình thế là giảm nhẹ thế này, tức là chợ ế, thì ngày hôm nay khả năng bà con của chúng ta cũng sẽ khó bán hơn, tức là thương lái họ cũng sẽ ép giá hơn. Và hôm nay chúng ta không có nhiều thông tin khi thị trường đi ngang mọi người. Và cụ thể thì mức giá heo công ty CP tại khu vực Bắc Trung Bộ ngày hôm nay vẫn tiếp tục giao dịch ở mức giá là 69.000 đồng một ký. Còn Nam Trung Bộ vẫn đi ngang và giao dịch ở mức giá là 69.000 cho đến 69.500 đồng một ký. Giá này không có sự thay đổi. Heo dân tại Nghệ An đang giao dịch ở mức giá là 65 cho đến 68.000 đồng một ký. Bình Định giao dịch ở mức giá là 65 cho đến 69.000 đồng một ký. Đắk Lắk giao dịch ở mức giá là 65 đến 69.000 đồng một ký. Giá này cũng không thay đổi so với ngày hôm qua. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Nam thì cũng như hai vùng miền trên, ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi về giá. Và cánh miền Tây của chúng ta ngày hôm nay trên nhóm Zalo anh chị vẫn đang một số vùng anh chị bán được giá 70. Tuy nhiên thì cái giá mức giá 71, 72 thì em cũng chưa thấy anh chị nào đang lên. Như vậy là khả năng chúng ta cũng đi chung với xu hướng ở khu vực miền Bắc thì cũng có xu hướng là giảm nhẹ trong cái thời điểm này, khi một số cái thông tin như ban đầu chúng ta đã đưa, và nhất là khu vực miền Nam chúng ta lại có thêm cái thông tin là chúng ta thấy một số cái trang báo hoặc là trang Facebook có đăng là heo Thái đã về. Cho nên ngày hôm nay em sẽ đưa cái thông tin này trước, tức là giao dịch ở biên mậu mọi người, để chúng ta bớt cái sự lo lắng về cái tình hình nhập lậu hoặc là nhập qua heo qua cửa khẩu. Thì ngày hôm nay chúng ta có thông tin như sau. Tại các cửa khẩu thì thương nhân cho biết heo Thái bắt đầu được đưa về cửa khẩu Lao Bảo, tức là ở Quảng Trị, với giá sang lại là 64.000 đồng một ký. Nhưng hiện tại heo này chưa đưa về các lò mổ hoặc là chợ đầu mối. Tức là có tin là đưa về rồi qua cửa khẩu nhưng mà chưa vào lò mổ. Có khả năng là người ta đang nuôi gọt lại ở đâu đó mọi người, tức là nuôi lướt, hoặc là tất nhiên nó còn có vướng giấy tờ này kia rất là nhiều. Đôi khi người ta phải hợp thức quá nữa. Còn cửa khẩu ở miền Nam, thì tại các cửa khẩu như Đông và Tây Nam Bộ, heo cam vẫn được đưa về lai rai khoảng là vài xe trên ngày trên một cửa khẩu, với giá sang lại là quanh mức là 68.000 đồng cho đến 68.500 đồng một ký. Còn heo Thái thì chưa về được ở các cửa khẩu này. Như vậy là chúng ta cũng xác nhận với nhau rằng là heo Thái đã bắt đầu về nhưng chưa ra chợ và lò mổ, và giá hiện tại em nhắc lại là khoảng quanh cái mốc sang lại là 64 thì khả năng bán ra là phải 66, 65, 66 trở lên. Và để nắm thêm tình hình ở chợ thì chúng ta sẽ đến với thông tin tại chợ đầu mối Tân Xuân, đại diện cho các chợ ở khu vực miền Nam. Thì ngay ngày đầu tuần, lượng heo nhập lò và nhập chợ giảm lại, còn cái mốc là 4.800 cho đến 4.900 con. Giao dịch tại chợ thì giá giao dịch đầu phiên quanh cái mốc là 75 đến 76.000 đồng một ký với heo mỡ, và 80 đến 82.000 đồng một ký đối với heo khá. Cuối phiên chợ rớt còn từ 71.000 đồng một ký trở lên. Giá heo ngon đầu chợ cũng hạ còn 86 đến 87.000 đồng một ký, kéo giá bình quân hôm nay đạt mức là 81 đến 82.000 đồng một ký. Thương lái lỗ nặng với cái giá này. Thương nhân tại chợ cho hay là heo biểu nhỏ chạy dịch vẫn được gom về. Ngày thứ bảy có hơn 1.000 con, hôm qua và hôm nay có khoảng 600 đến 700 con đưa về. Đây là một thông tin đáng lo ngại ở khu vực miền Nam của chúng ta. Khi miền Bắc thì chúng ta nghe thông tin là cũng tương đối là giảm rồi, thì nhưng miền Nam chúng ta có heo chạm biểu nhỏ còn quá nhiều. Và như vậy khả năng trong vài tháng tới thì khu vực này chúng ta cũng còn sự khan heo, khi chúng ta thấy cái hiện tượng dịch bệnh xảy ra tương đối nhiều như thế này. Và ở đây chúng ta thấy là thông tin hai chợ đều giảm nha mọi người, chợ miền Bắc và miền Nam đều giảm hết. Và cụ thể thì giá heo công ty CP ngày hôm nay tại khu vực miền Đông đang giao dịch ở mức giá là 69.000 đồng một ký, miền Tây giao dịch ở mức giá là 69.500 đồng một ký. Giá này vẫn không thay đổi so với những ngày cuối tuần trước. Còn heo dân ở khu vực Đồng Nai thì đang được giao dịch ở mức giá 68 đến 69.000 đồng một ký.
giá này cũng ngang bằng với khu vực của Tiền Giang và Bến Tre của chúng ta. Như vậy là tất cả các giá heo ngày hôm nay đều không có sự thay đổi, kể cả là ba miền Bắc Trung Nam. Và đây cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi trong ngày hôm nay. Vì lý do là em nghỉ 2 ngày không đăng video, cho nên là một số thông tin anh chị đưa lên kênh nó trễ, nên ngày hôm nay mọi người thông cảm em không đưa tin anh chị đã xúc trước đây, tức là đưa lên kênh trên đây 2 ngày. Và cũng trong video này em mong mọi người chúng ta cũng tiếp tục đồng hành với nhau, bà con cũng tiếp tục nếu mà biết được giá heo ở địa phương thì bà con cũng đưa lên để cho anh chị bà con của chúng ta ở cận kề chúng ta nắm được cái thông tin giá heo để chúng ta xúc ra nó không bị gọi là hố, và chúng ta có cái nhìn về giá cả thị trường nó rộng hơn. Một lần nữa thì em sẽ xin cảm ơn tất cả mọi người về cái thông tin giá cả chúng ta cùng nhau đồng hành trong thời gian qua. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện mà chúng ta sử dụng thuốc thú y. Trong quá trình chăn nuôi heo thì cái mà em muốn là mỗi người chúng ta cũng phải nắm được cái cơ bản của thuốc, tức gọi là kháng sinh đấy. Có những cái cơ bản, có những cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị dù là mua nuôi ít hay nuôi nhiều, bởi vì bắt buộc trong chăn nuôi chúng ta phải có kháng sinh. Tất nhiên thì chúng ta cần phải hỗ trợ thêm, nhưng cái kháng sinh là cái không thể thiếu để nó bề heo của chúng ta ổn định. Và nhất là cái quá trình người ta gọi là trong cái quá trình trị bệnh thì phòng bệnh vẫn là cái mà quan trọng, cái ưu tiên hàng đầu. Bởi vì chúng ta phòng á thì liều lượng nó giảm đi một nửa, rất là ít tốn thuốc là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng ta phòng bệnh thì cái vấn đề heo của chúng ta nó không nổ ra bệnh nặng thì chúng ta xử lý nó nhanh hơn, và kể cả là cái bị heo đó chúng ta sẽ có sự phát triển tốt hơn đấy. Còn quay trở lại với cái một số cái loại thuốc mà cơ bản bắt buộc chúng ta phải có trong chăn nuôi thì ở đây em cũng chuẩn bị một số cái này tương đối chưa đầy đủ. Thì ở đây cái bắt buộc là chúng ta phải có là Amoc này. Thì quay trở lại với khi câu chuyện mà nói về kháng sinh thì bắt buộc anh chị phải đọc được cái thành phần của nó là gì. Bất kỳ cái thuốc nào chúng ta không nói cái tên được mọi người, cái tên người ta đặt lung tung, cũng như là cái tên của chúng ta vậy, còn cái họ là phải biết. Cũng như đây là Andro thì có tên là người ta là để Nova Andro thế này, nhưng thành phần của nó cũng vẫn là Andro Flossacin, thì nó điều trị tiêu chảy này. Amoc đây là kháng viêm cổ rộng, viêm da, viêm khớp, viêm này kia thì nó là điều trị cái này. Còn cái đây là Andro thì nó điều trị đặc trị là thương hàn tiêu chảy, kể cả nó cũng đánh được bên Meiko đấy. Và đây như cái này cũng là Andro nè mọi người, nhưng người ta đặt cái tên như thế này của công ty Vemedim, nhưng mà thành phần của nó vẫn là Andro Flossacin. Thêm một cái là ở dưới này ghi chữ tá dược vừa đủ, thì cái thành phần này nó sẽ nói lên cái riêng của mỗi công ty. Tức là riêng là sao? Tức là ở đây mỗi công ty sẽ có một cái tá dược là cái thành phần họ thêm vào phần thành phần Andro Flossacin, tức là cái thành phần thuốc chung. Nếu không có chữ tá dược ở dưới thì chúng ta hiểu nó là chỉ là nguyên liệu thôi, nó chưa được xử lý đấy, nó chưa được gọi là xào nấu chiên gì đó. Của mỗi công ty nó khác nhau, cho nên thành phần đó là mấy thành phần mà mỗi công ty người ta giấu kín, người ta chỉ ghi như vậy thôi. Và mỗi công ty thì nó sẽ có làm cái cách thức khác nhau, cho nên ở đây chúng ta thấy giá tiền nó khác nhau. Và chúng ta cần quan tâm thêm là thành phần là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ ở đây người ta ghi 10%, có thuốc là 20% và liều lượng là bao nhiêu, 1cc sẽ bao nhiêu ký, đó là hai cái chính. Em đi qua em tìm chai xếp nên mà chưa thấy, thì xếp tiêu phua là ở dưới kia chập em lấy thêm. Ở đây thì chúng ta có dòng xếp nữa, mà xếp thì nó có 3 dòng: tiêu phua, xếp queen và một xếp tri. Cái này em đưa hình ảnh lên cho, xếp tri quanh. 3 dòng xếp như vậy thì càng thế hệ càng về sau thì nó càng tốt, tức là thế hệ mới sẽ tốt hơn thế hệ cũ. Và quan trọng nhất trong chăn nuôi bắt buộc anh em phải có cái hạ sốc này đấy, và đề xa, kể cả là thuốc bổ. Và trong này chỉ có thêm một chai Tula này cho giai đoạn heo con, bởi vì cái này là chuyên điều trị Meiko Lasma đây, nhưng mà nó rất đắt tiền, cho nên là ở đây tụi em chỉ xài theo con thôi. Tức là chúng ta một chai thế này, một cc cho 40 kg, thì chúng ta heo con thì chúng ta tiêm tới 6-7 con và nó giữ cái đầu con của chúng ta rất là tốt. Rồi heo lớn lên chúng ta thêm một cái dòng nữa là dòng Phalo điều trị phổ rộng bên cái vấn đề là viêm phổi, ăn khạc. Còn lại là Desa, hạ sốc và Bromesin. Đó là những cái hầu như năm nào cũng chỉ bấy nhiêu thuốc thôi mọi người.
không có gì thay đổi. Tất nhiên thì ở bên ngoài chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, còn ở đây tụi em chỉ có bao nhiêu thì phải dùng bao nhiêu. Cho nên ở đây là thuốc cũng trả tiền nữa, hầu hết cái dòng này dòng trả tiền, cho nên em hay kết hợp để chúng ta điều trị nó mạnh hơn. Tuy nhiên thì kết hợp thì chúng ta dành cho video nó riêng, chứ nói chung một video nó quá dài dòng. Và cái yêu cầu của em á, là mọi người anh chị nuôi ít nuôi nhiều cũng chỉ cần ba cái chai này, thêm một chai thuốc bổ nữa đi, là cho giai đoạn heo con. Nếu được nữa thì chúng ta tiêm phòng bằng cái chai này Tula về phòng vô cho nó ổn định cái lá phổi, thì chúng ta nuôi nó ít rất đầu con. Thì ở đây bởi vì sao mà em muốn bắt buộc mà anh chị phải có những cái này, bởi vì cái vấn đề mà viêm nhiễm thì chúng ta tiêm cái này, còn tiêu chảy thì chúng ta kết hợp tiêm cái này, thì cái đó là bắt buộc heo con chúng ta nó phải xảy ra. Còn thêm một cái là ví dụ như là sốc đề xa hoặc atropin gì đó, những cái dòng đó thì em hay nói nhiều rồi. Thì khi con heo của chúng ta nó sốc lên, nếu mà chúng ta không hạ sốc được thì con heo nó sẽ chết ngay, có những trường hợp nặng nó sẽ chết ngay mọi người. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta không biết điều trị sao thì bắt buộc chúng ta cũng phải tiêm hạ sốc trước. Ở bên ngoài chúng ta có rất là nhiều cái dòng hạ sốc như allergin, cái chai đó là flucin, còn không thì glucocase. Nhưng glucocase thì nó dành cho heo nái và heo con nhiều hơn. Thì nếu chúng ta không biết nó xảy ra bệnh gì và chúng ta không điều trị được thì chúng ta nên tiêm một buổi hạ sốc, rồi xong rồi sau đó chúng ta mới đi kêu bác sĩ. Đó, đó là cái mà em nghĩ là chúng ta nên bắt buộc phải làm được những cái điều đó. Cho nên ở đây mỗi người sắm cho chúng ta một cái xi lanh để chúng ta điều trị cái cơ bản. Vào hết như những giai đoạn heo con thế này, bà con cứ tiêm, thấy nó xù xì, nó xấu xí, cứ tiêm móc hoặc xếp tư phua hoặc là móc cận manro cho em là đạt, là được hầu hết tất cả các bệnh luôn mọi người. Chỉ có những cái vấn đề gì này tương đối khó khăn quá thì chúng ta mới tính tới chuyện khác thôi, cần những dòng thuốc khác. Còn không, cái cơ bản mọi người cứ tiêm như vậy cho em. Và cái quan trọng nhất nữa là chúng ta phải hiểu cách tiêm. Ở đây em nói là hiểu cách tiêm là sao, ví dụ khi chúng ta về, mọi người nhập về 100 con 200 con gì đó, thì đầu tiên chúng ta tiêm phòng một mũi amoc, cộng với một mũi enro, rồi cứ ngày một mũi cũng được, cũng không, hai cái đó cộng vào tiêm. Tuy nhiên là hãy nhớ là nó cái tủ hay không, chúng ta phải xem cái tủ hay không mà chúng ta mới kết hợp và thêm thuốc bổ vào. Thì như vậy là mọi người tiêm hai mũi, mũi thứ ba là tiêm qua mũi xếp, hoặc thì chúng ta tiêm Tula trước, hai mũi amoc cộng enro đi, rồi mũi thứ ba chúng ta tiêm Tula đấy. Còn nếu mà số lượng lớn, chúng ta số đàn lớn như thế này, tiêm Tula nó quá đắt tiền, thì anh em bắt buộc phải lạp ra, lạp theo bệnh ra là chúng ta tiêm Tula. Đấy, đó là cái cách mà em tiêm phòng. Và khi tiêm thuốc á, ở đây chăn nuôi số lượng lớn ít nhiều gì cũng vậy, em cứ mong muốn mọi người phải có lạp lừa, tách theo ốm vào một ô. Thì ở đây tách ra để làm chi, chúng ta nuôi mật độ thưa ra là một. Cái thứ hai là chúng ta tiêm là tiêm tổng ô cho cái ô bệnh, bắt buộc anh em tiêm tổng ô thì cái hiệu quả nó sẽ gần như gấp đôi. Và nếu mà muốn chúng ta tiết kiệm được thuốc á, thì chúng ta phải tách ra, rồi chúng ta treo những bịch thuốc như thế này, nó dành cho những ô bệnh, chúng ta đánh nó thời gian nó dài hơn, bắt buộc nó phải như vậy thì cái bầy heo của chúng ta mới ổn được. Đó là những cái mà anh muốn nói về phân sinh, về những cái cơ bản mà anh chị phải cố gắng làm cho nó được những cái bước cơ bản này, thì sau đó rồi chúng ta mới tính tiếp đến những cái mà nó hay hơn, nó nhiều hơn. Nhưng quan trọng là trong vấn đề chăn nuôi chúng ta phải hiểu kháng sinh phải đi kèm với cái vấn đề là hỗ trợ và cải tạo môi trường sống đó, khi đó nó mới ổn được. Đây còn như một số thuốc mà em để ở khu vực mà heo nó bệnh nhiều đây. Chúng ta thấy đây có Baromycin này, cái này cũng là enro thôi, nó không có gì mới mẻ cả, hạ sốc cũng enro luôn, amoc. Nhưng mà đây chúng ta có một cái dòng mà ở đây đề xa là chống viêm, tiêu viêm cho những con khớp, những con có mũ. Và đây là dòng mà xếp queen, ở đây người ta ghi như thế này nhưng thật sự cái thành phần của nó là xếp queen đấy. Em cũng mới sáng này em tìm hết cô bạn này cái dòng xếp queen đó để em đánh giá thử nó tốt hơn những dòng xếp khác như thế nào. Đấy, đó là một số cái mà em muốn mọi người phải nắm cho được. Chúng ta ở đây á, thường á, em tiêm như thế này, nếu mà em tiêm ô bệnh, đây cũng là một ô bệnh, mọi người thấy ô mà em treo bao
thuốc và kể cả thuốc hỗ trợ là anh treo như thế này là tất lộ bạn. Chúng ta sẽ đánh đến vài ngày hơn đấy, và thường là em tiêm tổng đợt, sau đó thì em mới tiêm lắp đắt lại thì cái vấn đề hiệu quả nó sẽ cao hơn. Và nhắc lại mọi người á, khi tiêm thuốc á, là mũi thứ nhất ở đây thuốc ngoại chúng ta có thể là làm cái liều 1.5 lên, còn thuốc nội thì có thể gấp đôi. Nhưng đó là đối với vấn đề mà chúng ta không trộn kháng sinh. Còn nếu mà chúng ta đã trộn kháng sinh rồi thì em nghĩ là anh chị chúng ta cứ tiêm đúng theo liều lượng người ta quy định. Nhưng ở đây là nó phải đúng các yêu cầu. Ví dụ như mũi 1 là nó vào nó tiêu diệt vi khuẩn, nhưng nó chỉ mới gom là thôi. Mũi thứ 2 thì nó mới là tiêu diệt, và mũi thứ 3 mới là mũi tiêu diệt sạch sẽ, tức là kể cả phòng luôn. Tức là ở đây em muốn mọi người khi tiêm thuốc là chúng ta phải tiêm đúng 3 mũi cho những ô bệnh đấy. Nhưng em cũng có một cái là ở đây em hầu hết em không tiêm một loại mọi người. Anh chị số lượng ít thì có thể là tiêm một loại 2-3 mũi. Nhưng ở đây em ví dụ như hôm nay em tiêm sét, ngày mai mốc, ngày mai em có thể tiêm là mốc, nhưng ngày thứ 3 em sẽ tiêm là sét. Em xoay vòng thuốc, em đổi thuốc. Mục đích của em là nó tránh cái sự nhờn thuốc. Và thứ hai thì cũng như chúng ta, em là em cứ áp dụng theo cái phương hướng là ví dụ như chúng ta cũng như mấy anh đi nhậu ấy, thì cứ chúng ta làm 2 bia 1 rượu thì nó sẽ ok hơn, nhanh say hơn. Đó là cách em làm thôi. Nhưng khi nói về thuốc thì bắt buộc anh chị chúng ta khi bệnh ấy, thì như ho thì chúng ta phải xem lại cái hướng thở, cái môi trường chúng ta có sạch sẽ hay chưa, khô ráo hay không. Là chúng ta phải cải tạo môi trường làm sao cho cái vấn đề nó đúng với cái yêu cầu của con heo. Và ở đây khi nói về chúng ta phải có cái nhận định như thế này, cái kháng sinh á, cái thuốc á, là nó chỉ giúp cho chúng ta gọi là giải quyết vấn đề tạm thời, vấn đề trước mắt. Còn cái môi trường trong cái chăn nuôi này, cái cám bã mới là cái gọi là giải quyết cái hướng đi lâu dài, tức là đi cả cái quá trình chăn nuôi của chúng ta. Cái này ở đây bắt buộc anh chị phải có cái định hướng, cái nhìn làm sao cho cái môi trường của chúng ta thật là tốt. Và quan trọng nhất nữa là cái hỗ trợ, bởi vì kháng sinh vào thì nó luôn làm cho con heo của chúng ta nó giảm cái sự phát triển, thì bắt buộc ở đây chúng ta phải hỗ trợ cho nó để cho nó có sự phát triển. Và cái thứ hai là cái năng sức đề kháng lên á, những cái giảm như năng sức đề kháng thì khi con heo chúng ta bệnh là do cái sức đề kháng nó yếu, thì ở đây chúng ta năng sức đề kháng nó lên thì cái vấn đề bệnh nó sẽ ít hơn và nó nhanh bớt hơn. Cái này cũng như là chúng ta thấy khi chúng ta mua thuốc cho trẻ em thôi, hầu hết ví dụ như 2 viên thuốc trị bệnh thì phải có 1 viên thuốc bổ. Cái này ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Trong quá trình sử dụng thuốc thì chúng ta phải hỗ trợ. Và có một cái vấn đề chúng ta hiểu nữa là khi nói về cám thì bắt buộc anh chị phải qua cái sự hấp thu của heo chúng ta nữa. Để một bài heo tốc như thế này thì bắt buộc anh chị hỗ trợ men tiêu hóa để nó hỗ trợ đường ruột. Ngoài cái vấn đề chúng ta hiểu là nó hỗ trợ cho con heo của chúng ta hấp thụ cám tốt hơn, thì chúng ta cũng phải hiểu là khi chúng ta đánh kháng sinh vào á thì nó tiêu diệt những con vi khuẩn có hại thì nó cũng tiêu diệt luôn vi khuẩn có lợi. Cho nên là nó làm mất cân đối đi cái hệ vi khuẩn trong đường ruột của chúng ta, con heo của chúng ta. Cho nên là cái sự hấp thu cám bã của con heo của chúng ta nó sẽ kém. Cho nên ở đây nếu mà anh chị không dùng men tiêu hóa hỗ trợ cho heo thì cái vấn đề mà cái FCR hoặc là cái ADG, cái tan trạm trên ngày của chúng ta sẽ kém hơn cái người là hỗ trợ. Cho nên ở đây là cái quan trọng là cái định hướng của mỗi người, cái nhìn của mỗi người. Ở đây thuốc men cũng chưa nói đến cái vấn đề rẻ đắt nữa. Ở đây chúng ta dùng hàng rẻ thì quá trình đánh thuốc phải kéo dài ngày ra, và cái độc tố trong con heo nó càng nhiều nên cái sự phát triển nó cũng sẽ càng kém lại. Còn chúng ta dùng thuốc xịn dù nó đắt tiền nhưng cái giá trị mang lại của nó khá là cao. Ví dụ như là chúng ta dùng thuốc xịn thì 5 ngày nó bất bệnh rồi, còn chúng ta làm dùng cái thuốc nó tương đối kém thì chúng ta phải mất 7 ngày 10 ngày nó mới bất bệnh, thì quá trình đó nó sẽ làm chậm cái sự phát triển của con heo chúng ta lại, cái giai đoạn lại. Cái này ở đây cái hỗ trợ và cái kháng sinh mà chúng ta dùng đúng rất là quan trọng. Cái quá trình phát triển của con heo của chúng ta nó sẽ thay đổi đi, nó sẽ khác đi. Đó là những cái mà chúng ta cần quan tâm, chúng ta cần có một cái định hướng nó rõ hơn, chúng ta làm nó càng ngày nó sẽ càng hiệu quả hơn đấy.
Thì khi nói về kháng sinh á, em cũng muốn nhắc mọi người là chúng ta nhớ là cần phải có cái amox kháng sinh trọng thì colistin, còn tim thì andro và amox sep. Đó là những dòng cơ bản nhưng phải có hạ sốt trong chuồng nuôi hoặc bromexin để chúng ta điều trị những con cấp tính, rồi chúng ta mới có cách giải quyết phía sau. Và khi chăn nuôi thì bắt buộc bà con phải xem cái yếu tố môi trường, cái mật độ chăn nuôi. Chúng ta nuôi chưa tốt thì chúng ta phải thưa ra, bởi vì càng thưa thì cái mật độ mầm bệnh nó còn ít, chúng ta càng dễ nuôi. Cho nên ở đây chăn nuôi tương đối là anh chị nuôi số lượng ít, nó tương đối là dễ chữa bệnh, ít bệnh hơn là chúng ta chăn nuôi số lượng lớn như thế này. Nên càng lớn thì bệnh càng nhiều. Cho nên là mỗi form lớn càng lớn chúng ta thấy nó có vấn đề nó rất là nhiều trong đó, nhưng chúng ta không thấy được, chúng ta không nghe hết những câu chuyện của họ. Và video sau thì em cố gắng nói về cái bệnh nhiều hơn, chúng ta xử lý thuốc như thế nào. Còn bây giờ thì trong video này em cũng cố gắng nói với nhiều thôi, để cho bà con chúng ta có cái nhìn, cái định hướng về chăn nuôi. Chúng ta phải có cái mà gọi là phòng trước, chuẩn bị trước, chứ chúng ta không để mà tới nước tới chân mới chạy thì đôi khi chúng ta giải quyết vấn đề nó không ổn, nó không hiệu quả, không nhanh được đấy. Và trong trị bệnh thì cái gì, cái nhanh là cái quan trọng, tức là chúng ta phải thấy con bệnh càng sớm thì nó càng tốt, chúng ta xử lý nó dễ bắt bệnh, nó hiệu quả hơn. Còn khi con bệnh đã ngã xuống rồi thì để kéo nó đứng dậy thì một vấn đề. Cho nên ở đây cái như bọn em ở đây gọi là kinh nghiệm, chúng ta đi nhiều thấy nhiều thì chúng ta xử lý nó tốt hơn. Cho nên là mong bà con của chúng ta cũng phải có cái tinh thần chuẩn bị những cái giai đoạn nào về kháng sinh để chúng ta chăn nuôi nó ăn nhàn hơn, khỏe hơn. Đây là một số cái mà em muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Một lần nữa thì em cũng chúc cho bà con chúng ta sức khỏe và chăn nuôi thành công. Bây giờ em xin chào và gặp lại.